Vâng, âm thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip của ngày mùng 3 tháng 5 năm 2020. Trước màn hình ống kính, quý vị và các bạn đang được nhìn thấy những siêu phẩm mới về trong buổi tối ngày hôm qua thì đã được những vị khách hàng chốt đơn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đây, cửa hàng cũng trưng bày trước mắt quý vị và các bạn đọc những danh sách của những vị khách hàng chốt đơn. Vâng, như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy là hai chiếc đài, trong đó thì một chiếc đài sáp 3 số 7, chiếc đài thứ 53 cập bến với cửa hàng. Và trong đó có một chiếc đài Toshiba mang mã hiệu 983, một chiếc đèn lửng của đất nước Ý, Italy, một chiếc điện thoại đá cẩm thạch cũng đến từ đất nước Italy. Và phía dưới là hai chiếc đèn có nguyên thùng xốp, là hai chiếc đèn hình trái nho nhé. Thì bên cửa hàng còn 4 chiếc, thì đây là vị khách hàng đã chốt 2 chiếc. Vậy bên cửa hàng còn 2 chiếc nữa. Những vị khách hàng có nhu cầu đam mê yêu thích những chiếc đèn có mức tiền tầm trung thì hãy liên hệ sớm để đặt hàng, bởi vì sản phẩm chỉ còn 2 chiếc đèn có hình chùm nho nhé. Và cửa hàng sẽ thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đã đặt hàng được biết những sản phẩm của quý khách hàng chuẩn bị được rời khỏi cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh. Vâng, và 6 vị khách hàng đã chốt đơn, cửa hàng cũng đã trưng bày trước mắt quý vị và các bạn danh sách của 6 vị khách hàng. Vâng, vị khách hàng đầu tiên, âm thanh Nữ Hạnh xin gửi anh Triệu Sĩ Hưng. Anh có địa chỉ số 2, đường 17/8, tổ 6, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang. Anh lựa chọn một chiếc đài sáp 3 số 7, chiếc đài thứ 53. Cùng với đó là 6 cuốn băng đài, thì cửa hàng tặng anh 2 cuốn và 4 cuốn băng có giá là 250.000. Đây là 2 cuốn băng cửa hàng tặng anh này, và 4 cuốn băng anh đã đặt mua bên cửa hàng. Vâng, đây là một chiếc đài sáp 3 số 7, chiếc đài có độ đẹp 94%. Chiếc đài này thì là chiếc đài thứ 53 cập bến với cửa hàng đây, đã được khách chốt luôn. Vị khách hàng thứ hai trong clip này, âm thanh Hạnh xin gửi anh Tuấn. Anh Tuấn là những vị khách hàng cũng từng mua các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi. Anh có địa chỉ 86 chợ Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Anh đặt một chiếc điện thoại đá cẩm thạch. Vâng, chiếc điện thoại đá cẩm thạch thì cửa hàng cũng đã quay chi tiết trên kênh rồi. Và đây thì anh Tuấn đã lựa chọn. Nhìn rất là sang chảnh luôn. Vị khách hàng thứ 3, âm thanh Nữ Hạnh xin gửi anh Nguyễn Văn Trọng. Anh có địa chỉ xóm 3, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. Anh lựa chọn một cuốn băng Chế Linh 16-18, giá dưới 3 triệu. Tiếp theo xin gửi anh Vượng, vị khách hàng thứ 4 trong clip này. Anh có địa chỉ số 31, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Anh đặt 2 chiếc đèn nho còn nguyên thùng đây. Vâng, những chiếc đèn nho thì quý vị và các bạn không xa lạ gì với sản phẩm này nữa rồi. Và cửa hàng xin để nguyên trong thùng để test gửi anh. Vị khách hàng thứ 5, âm thanh Nữ Hạnh xin gửi vị khách hàng xin được giấu tên. Anh mua rất nhiều các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi. Anh có địa chỉ tại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh đặt một chiếc đèn Italy pha lê. Vâng, đây là chiếc đèn đến từ đất nước Ý, được thiết kế thân đồng phía dưới này và pha lê phía giữa, tiếp theo vẫn là đồng. Chiều cao của chiếc đèn này là 86, chiều rộng của trao đèn là 40. Vâng, rất đẹp và sang. Vị khách hàng cuối cùng trong clip này, âm thanh Nữ Hạnh xin gửi anh Trần Xuân Hảo. Anh có địa chỉ số nhà 16, tổ 3, phường Ỷ Nan, thành phố Tuyên Quang. Tiếp tục, anh Hảo là những vị khách hàng mua rất rất nhiều những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh cung cấp rồi.
Và ngày hôm nay anh lựa chọn tiếp tục một chiếc đài Toshiba có mã hiệu là 983. Vâng, chiếc đài mới về trong buổi tối ngày hôm qua, có vẻ đẹp và độ mới thì cửa hàng cũng đã quay chi tiết thông báo trên kênh rồi. Vâng, hai cửa băng cassette thì còn rất là trong kìa. Mặt mũi sáng bóng luôn. Vâng, vậy trong clip này thì 7 sản phẩm cửa hàng xin gửi cho 6 vị khách hàng đã có danh sách đặt hàng trong ngày hôm nay, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2020. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Đức Hạnh cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt.